Chào mừng đến với Fall in Love with Beauty. Mình là Ngọc Quỳnh. Còn mình là Lê Ta. Rất vui được gặp lại các bạn. Thì đến hẹn lại Lê. Thì hôm nay tụi mình sẽ có clip về những sản phẩm yêu thích của tháng 1 và tháng 2. Thì như các bạn đã biết là trong tháng 1 và tháng 2 là tháng Tết. Mà tháng này thì túi ai cũng rủng rỉnh có tiền hết. Mà còn phải tút tát để mà có một khuôn mặt là xinh đẹp trong dịp Tết. Cho nên là chắc chắn là sản phẩm dưỡng da và makeup cũng nhiều. Thì hôm nay chúng mình hãy cùng xem là trong tháng 1 và tháng 2 thì bên tụi mình là có những sản phẩm yêu thích nhất nha. Ừ, rồi bắt đầu nha. Hãy bắt đầu với sữa rửa mặt trước đi. Ừ. Thì mình đã mới vừa review cái này tuần trước rồi. Thì đây là sữa rửa mặt nghệ của tự tay làm hết. Thì cái hãng này mình cũng gắn bó. Thì mình thích em này là tất cả những cái ưu điểm của nó mình đã nói ở trong cái review rồi. Thì mình không nhắc lại nữa, nhưng mà chủ yếu là mình rất là ủng hộ đối với những sản phẩm của nước nhà. Cho nên là cái dạng sáp rửa mặt này là cũng là mới. Cho nên là mình thật sự là nghĩ các bạn nếu mà có dịp hoặc là thích thú đối với sản phẩm thiên nhiên thì cũng nên thử một lần ha. Sản phẩm mình cũng có một sản phẩm rửa mặt yêu thích, đó là của Bioderma Hydra Bio Mousse. Thì cái loại sữa rửa mặt này á, nó là dạng mousse mà kiểu dạng như sữa rửa mặt tạo bọt á. Thực sự là khi cái bọt nó tạo ra rất là mịn, rất là thích. Và cái đầu này các bạn có thấy nó giống như cái kiểu như là cái whipping cream mà mình uống cà phê người ta hay cho lên. Thì xịt ra thì gì biết không, tại như vậy nè. Hết rồi, quên nói. Lắc, không phải lắc. Thôi chết rồi. Đó, thì y da bọt rất là mịn. Và cái sữa rửa mặt này rất là lành tính. Thì tới khi các bạn vào da nhạy cảm ấy, thì có thể tham khảo. Mấy cái xin rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là thích. Kiểu như rất là đơn giản mà mượn sang cảnh. Rồi giờ sao vậy? Đi chứ sao? Nhưng mà mình muốn minh họa cho các bạn thấy là tuy là bọt nó nhiều như vậy á, nhưng một lát thì nó sẽ xẹp hết. Ừ, nó tan. Nó sẽ xẹp hết đó, các bạn thấy không? Minh họa tại chỗ luôn nha. À, giờ thì mình lấy đồ mình bôi thôi nè. Và một lát hồi là tay mình hoàn toàn không còn gì hết. Không phải ảo thuật nha, now you can see. Dạ. Sản phẩm tiếp theo của mình cũng là về skin care nhưng mà dành cho body, mà là tẩy đã rồi chứ. Thì nếu bạn nào hay có đi spa thì có cơ hội là sẽ có được phục vụ bằng cái này. Tại vì mình thấy là spa đi mua sĩ cho mình rất nhiều. Thì đây là tẩy tế bào chết của Tree Hot, mà của mình là Sheer Sugar Scrub của Coconut và Lime, hay đọc là Lime gì đó kệ đi. Không, Lime là chanh vàng, còn Lemon là chanh xanh. Thì cái này là có dừa, nó bé bé của dừa và nó có cái tinh chất của chanh. Cho nên là mùi của nó siêu thơm luôn. Nó màu xanh vậy nè, mình sẽ review nó sớm thôi, màu xanh như vậy. Và cái hạt đường của nó tuy là to nhưng mà cũng giống như bọt hồi nãy vậy. Nó khi mà mình chà lên nó thì có cảm giác ráo, nhưng mà mình chà một hồi đường nó sẽ tan hết. Và sau khi mà dưỡng da, sau khi mà dội nước lên xong, nó da cảm thấy cực kỳ sạch và rất là thoáng luôn. Một hũ như thế này theo mình là xài được rất là lâu, tụi mình xài chỉ một lần thôi trước khi đi bơi để phơi nắng. Nhưng mà giá của nó chưa đến 300 nghìn, rất là rẻ. Hũ rất là bự, rất là nặng. Nặng lắm đó, nhưng mà nó lại không có phải là hũ thủy tinh mà là hũ nhựa, dễ. Rồi, tiếp theo thì mình cũng có một sản phẩm skincare. Thì thực ra mình mua cái này hồi đầu tháng 1 nhưng mà mình vẫn chưa review với bạn vì mình đợi mình sử dụng xem hiệu quả của nó thế nào. Thì tới nay là mình sử dụng được cũng gần 2 tháng rồi. Theo đây là Hyaluronic Acid Serum của Instant Natural. Thì các bạn biết là mình rất là thích cái hãng Instant Natural này. Mình đã sử dụng vitamin C của hãng rồi và quyết định mua Hyaluronic Acid. Thì các bạn biết là tác dụng của Hyaluronic là cung cấp nước cho da đúng không? Thì em này là tốt nhiệm vụ đó, cung cấp nước cho da rất là tốt. Và ngoài ra trong thành phần của em còn có vitamin C, green tea, jojoba oil. Thì giúp cho da của mình kiểu như là rất là có sức sống, sáng ngủ dậy da căng mịn rất là tốt. Thì các bạn mà da mà dầu á thì có thể tham khảo cái
dụng cái này mà khỏi phải sử dụng kem dưỡng ẩm, nhưng mà tất nhiên là vẫn nên sẽ có kem dưỡng ẩm để khóa cái serum này lại. Rồi, một sáng tiếp theo cũng là sáng dành cho body luôn. Cái này là dành cho những bạn thích hoạt động ngoài trời mà nắng nhiều. Thì đây, Banana Bowl, hãng yêu thích của mình về những sản phẩm chống nắng. Thì mình có dầu phơi nắng của Banana Bowl, mình có kem chống nắng của Banana Bowl, và cuối cùng là dành cho After Sun. Có nghĩa là sau khi mà mình đi nắng xong về á, thì da của mình nó cảm giác rất là khô, mặc dù có kem dưỡng, mặc dù có kem chống nắng luôn, nhưng mà vẫn bôi một lớp này. Cái này chiết xuất từ Nha Đam, mình sẽ review về em này sao. Mình rất là thích cái mắt này, cực kỳ dễ lấy sản phẩm luôn, và nó rất là mát. Giá cũng rẻ, các bạn có thể vào Guardian để mà mua. Rồi thêm, nếu mà các bạn theo dõi blog của tụi mình đã lâu thì biết mình là một có làn da là hỗn hợp thiên dầu và rất là dễ nâng mụn, rất là dễ nâng mụn. Thì tụi mình đã sử dụng nhiều sản phẩm trị mụn rồi, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới, đó là Cerico Fresh Pot Cream. Thì cái loại này á, vừa có thể trị mụn mà vừa có thể trị thâm. Theo mình á, thì cái khả năng trị mụn của em cũng thuộc dạng à, không có quá nổi bật lắm, cũng chỉ bình thường. Sức lên mụn thì khoảng 3-4 ngày thì mụn sẽ xẹp. Nhưng mà phải nói đến đây là cái tác dụng trị thâm rất là tốt. Khoảng chừng một tuần là vết thâm nó đã từ từ thu nhỏ lại và biến mất rồi. Thì giá của em là khoảng 250 cho tới 280 thì hũ rất là to. Các bạn có thể xài chắc cũng phải nửa năm hoặc cho tới một năm luôn á. Ngoài ra thì vì cái tác dụng trị thâm á, nên là khi mà xuất lên mụn á, cái vùng mụn, cái cục mụn của mình á, nó không có bị khô ngay cái vùng da đó, nên là các bạn có thể trang điểm mà không có sợ bị lộ cái vảy, cái lớp da khô bong chóc đó ra. Rồi, bây giờ quay về skincare. Thì đây, nước hoa hồng của Evolution. Thôi như đọc vậy đi. Thì trước đây mình có cái xịt khoáng này rồi. Thì thật ra là cái này là nghe lời của cô bán ở trong Guardian. Thật ra thì mình tại vì giá của nó cũng rẻ, cỡ 100-120. Và cái chai như vậy là tính là cũng bự đó. Tại vì mình sẽ định là bỏ trong cái xịt khoáng, xong rồi xịt lên thì nó sẽ đỡ tốn sản phẩm hơn. Nhưng mà thật ra thì với 120 thì xài cái này ok. Mỗi khi mà mình rửa mặt xong thì cũng như là bộ cảm giác hơi căng. Mà nếu mà dùng ngay này lên để cẩn mặt thì cảm thấy rất là mát mà mình. Thì đương nhiên là so với lại những cái sản phẩm khác, ví dụ như sẽ làm nó không có cồn trong đó đâu. Không có cồn mà cũng không có paraben luôn, không có hương liệu luôn. Đại khái là em này như là thuần túy trần trụi thiên nhiên gì đó. Thì nó không có hứa hẹn gì về các cái việc như là làm sáng da hay là làm xe vết thương hay là kìm dầu gì đó hết. Nhưng mà thật sự là chắc chắn là về cân bằng độ ẩm và làm cho da bạn nó mịn sau khi mà rửa mặt nó không bị căng thì chắc là tốt. Mình recommend là những bạn nào mà da khô mà thậm chí là da mà nhờn á cũng xài được. Rồi tiếp đến là mình nói skincare là white makeup nha. Thì đó là bảng má của Elf. Ôi, các bạn phải thấy tận mắt ở ngoài các bạn mới biết nó đẹp đến cỡ nào. Thì thực sự là mình mua em này chỉ có 145.000 thôi, mà so với chất lượng của em thì thực sự là rất là tốt. Ngoài ra thì em còn có một cái gương siêu to, các bạn có thể mang đi bất cứ lúc nào và rất là tiện. Mà khi mà trang điểm á, bốn màu của em rất là dễ dùng, và có một cái ô dành cho blender nữa, rất là tinh tịnh. Cái nỗi mà lỡ tay đánh một phát là nó như hai cái nè. Thật ra hiện tại là trên mặt của tụi mình á, là Leta thì đang dùng cái màu này á, màu này. Còn Quỳnh á thì cũng là màu đó, nhưng mà nó khác nhau, các bạn thấy khác nhau. Thì cái ô này có kim tuyến nè, cái này thì là lì nhẹ hơn, cũng là lì, nhưng mà màu này là cái màu rất là khó sai. Cái này mình
sản phẩm make up thì vừa rồi mình cũng mua cũng nhiều, nhưng mà hài lòng thì cũng bình thường thôi, mình cũng hơi khó tính. Cho nên là đây, mình mua kem lót của Rimmel. Thì Rimmel Fix and Perfect Pro. Cái Rimmel này á, nó không có màu, khác với lại một cái Rimmel nữa cũng của Rimmel nhưng mà nó có màu. Thì thì đại khái như là người ta nói là trong đây nó có 5 chức năng, là sẽ làm sáng da, rồi làm cho cái lớp mền nó mát, nó kìm dầu, bảo vệ da, làm cho nó mượt, có trang điểm hơn. Nhưng mà thật ra thì mình cảm thấy là ở trong đây thì làm mượt và kìm dầu là hai chức năng tốt nhất của nó. Và hầu như là khi mà mình dùng cái loại kem nền nào á, thì cái việc mà kìm dầu của nó là kìm dầu, nhưng mà giống như là cái kem lót của Smart Spot gì đó, thì nó có một lớp silicone giống như cấp như là mịn màng lên cho nó vậy. Thì thật ra nó các bạn hy vọng nó sẽ kích độ chân lông, các bạn nhìn có vẻ kích, hoặc là nó có một lớp phủ nhẹ thì có đâu ha. Nó chỉ dùng tốt khi mà kết hợp với lại những cái kem nền khác mà nếu các bạn sợ bị ra dầu hoặc là nó không lên đúng mặt thì nó là tớ là một đứa cuồng highlight, và highlight thì các bạn biết rồi đó, không thể nào thiếu Becca được. Thì tớ có mua trong một cái set đó, đó loại này là loại mini size thôi, nhưng mà tớ các bạn biết là highlight thì nó không có tốn bao nhiêu hết, nên là tớ nghĩ là hộp mini size này cũng vừa đủ rồi, thậm chí nó còn có cái gương bé bé rất là xinh nữa. Thì highlight của Becca thì tớ không còn phải nói nhiều nữa, màu của tớ là màu opal. Thì thật sự là rất là đẹp, chỉ cần phẩy nhẹ thôi là mặt đã rất là bóng hơn hết, các bạn có thấy không? Đồ make up nữa mình mua trong một dịp giảm giá cái ngày cuối năm là Physicians Formula, mà dạng nó bán theo set đó, ba màu một set. Thì mình mua tách màu tại vì mình không thích những cái màu kia lắm, cho nên là mình đã mua tách ra. Thì mình mua tới 4 cây lận, nhưng mà ở đây mình chỉ đem có 2 cây thôi. Thì 2 cây này mình cũng 2 cây mình thích nhất luôn, đó là cây màu đen và cây màu nâu. Thì phải nói là rất là tiện dụng dành cho những bạn nào mà mới trang điểm thì cực kỳ tiện dụng luôn. Cái đầu này rất là mềm, xoay lên dễ nè. Thêm một cái nữa là mình đã thử make up sau đó đi bơi. Thì sau khi đi bơi xong nó cũng chẳng có trôi đi bao nhiêu chứ, mà mình bơi đó nha. Thì đại khái như là độ mà bám màu của nó rất là tốt và nó rất là mềm. Cái loại này á, các bạn dễ kẻ, mấy bạn thích kẻ mấy mắt trong á thì rất là dễ, tại vì đầu nó mềm lắm, đầu nó mềm trăm hả? Rẻ lắm, lúc đó thì nó rất là rẻ. Thì mình đã xem xét rất là kỹ khi mà mua đồ, cũng xem review các kiểu, thì tất nhiên là không thể bỏ qua em Miss Maro này rồi. Thì đây là cây kẻ mày mà mình ưng nhất từ trước tới giờ, vì nhưng mà có điều là packaging thì nó hơi bị lỏng lẻo một tí, thì mình không thích lắm. Nhưng mà cái đầu á, nó rất là thích, tại vì nó rất là nhỏ, dễ dàng kiểu định hình chân mày. Nhưng mà lưu ý là nó kẻ hơi bị lâu, các bạn phải kẻ từng chút một, kiểu như vẽ từng sợi lông vậy. Nên là nói chung là định hình tốt, bám màu ok lắm, kiểu như mấy cái loại khác mà mình xài như của The Face Shop hoặc là Etude House ấy, thì nó bay hơi bị nhanh, còn loại này thì bám màu rất là tốt, đi cả ngày luôn thì lông mày nó vẫn như vậy, không có xây dịch gì hết. Rồi, sản phẩm make up cuối cùng của mình, ta-da! Mascara của Maybelline. Thì trước giờ Maybelline vẫn nổi tiếng với các dòng về mascara và mắt rồi, nhưng mà mình thấy em này đặc biệt tốt hơn những em khác rất nhiều. Tên của nó là Lush Sensational. Thì waterproof nhá, và chỉ có 140.000 thôi, bạn có một bộ mi giống như là mi giả vậy đó. Cái đặc điểm của nó là ngay cả trên cái đầu này, những cái độ dài của những cái sợi lông nó cũng khác nhau nữa, khiến cho khi mà đánh lên trên mi của bạn á là nó trông lại rất là tự nhiên, nhưng mà lại dày và dài hơn. Mà thiệt ra lúc đầu mình đánh mình cảm thấy là rất là kinh ngạc luôn á, mình nhất định là phải mua. Rồi à, tiếp theo là
cũng là sản phẩm cuối cùng của mình rồi. Đó là một cái son mà thực ra là cũng nổi tiếng bữa giờ rồi, sau khi chị Trang make up squad á. Thế nhưng mà tới bây giờ mình mới mua được, đó là LA Girl Matte Lipstick. Đây là cái này trên mỏ. Đây là mình xài nhưng mà mình chỉ đánh lòng môi thôi, vì màu mình mua khá là đậm nên mình chưa dám thử đánh hết môi. Màu này là màu thì có gì thì tụi mình sẽ để cái tờ, cái mã số son ở đây nha. Thì son này thì tốt về độ lì, thì lì nhưng mà không khô môi. Môi của mình thật ra thì môi của mình cũng không phải là thuộc dạng khô lắm, vì mình dưỡng ẩm đầy đủ thì lên môi rất là mượt và tạo một cảm giác trên môi, lì trên môi á rất là thích. Nếu mà các bạn mà thích son lì á thì nên sắm ngay một cây. Và đặc biệt là độ last long của em á, thì mình ăn uống nhiều cỡ nào đi nữa thì trên môi vẫn còn là một lớp ửng hồng rất là dễ thương, rất là xinh. Thì nên các bạn nên thử, tại vì giá của em cũng khá là rẻ, chỉ tầm 120 một cây thôi, nên là thử đi. Rồi. Vậy là tụi mình đã xong hết những cái sản phẩm yêu thích của tháng 1 và tháng 2 rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng sắp tới là sẽ mời lại các bạn cho một clip trang điểm khác, hoặc là một clip ngày nào đó. Thì các bạn có yêu cầu gì thì nhớ comment ở bên dưới, nhớ like và subscribe cho tụi mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Xin chào tất cả các bạn. Thì chỉ còn có khoảng 2-3 ngày nữa thôi là tới một ngày rất là quan trọng đối với con gái tụi mình. Thì đố các bạn biết là ngày gì? Đúng rồi đó, đó chính là Valentine. Thì trong ngày Valentine thì các bạn sẽ hẹn hò với